Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới. Mẫu nhà một tầng mang mã số BT19197. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế phần kiến trúc với chi phí rất ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Thay vì bỏ ra số tiền lớn, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một phần hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí rất tiết kiệm. Vậy có gì ở mẫu nhà này? Xin mời các bạn cùng theo dõi video. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất với kích thước phủ bì tường chiều rộng là 13,2m, chiều sâu là 12,7m. Tổng diện tích sử dụng sàn tầng 1 và tầng 2 là 250m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 4 vệ sinh. Từ cửa chính bước vào, không gian đầu tiên chúng ta gặp là phòng khách, diện tích 35m2, không gian rộng mở, tạo cảm giác vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Đi sâu vào bên trong là không gian phòng ăn, diện tích khoảng 27m2. Tại vị trí bàn ăn thiết kế có thêm sảnh đi riêng hướng ra bên ngoài, giao thông rất thuận tiện. Như vậy, mẫu nhà có tổng hơn 60m2 được dành cho không gian sinh hoạt chung, sẽ đáp ứng được rất nhiều yêu cầu sử dụng đúng không ạ? Tại vị trí này, chúng tôi thiết kế thành khu vực giải trí, đặt đàn piano để mỗi thành viên trong gia đình có thể thư giãn, thể hiện năng khiếu âm nhạc của mình. Khu vực bếp nấu được tách riêng với bàn ăn, ngăn ở giữa là một quầy bar nhỏ, có tác dụng ngăn cách ước lệ không gian, diện tích 16,5m2. Phía sau thiết kế có thêm cửa hậu đi ra sau nhà, nơi để sân ướt và phơi quần áo. Bên cạnh bếp là cầu thang đi lên tầng 2 và vệ sinh chung, vệ sinh phía sau thang nằm kín đáo, diện tích 4,1m2. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, diện tích 15 và 15,7m2 một phòng. Trong đó, một phòng ngủ thiết kế khép kín có vệ sinh riêng, vệ sinh diện tích 3,7m2. Đặc biệt, từ phòng ngủ có thể đi thông sang phòng làm việc phía trước, rất kín đáo. Với đặc thù là một thầy thuốc đông y kinh nghiệm lâu năm, tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông bà vẫn hành nghề bốc thuốc ở nhà. Vì vậy cần có một không gian để dễ dàng làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Xin mời các bạn xem góc phối cảnh tầng 2 để hiểu hơn cách bố trí nội thất mẫu nhà. Từ cầu thang đi lên là hành lang đi lại, kết nối thông với phòng thờ, diện tích 9,5m2, phía trước có mở cửa đi ra sân chơi nhỏ. Ngoài phòng thờ, trên tầng 2 bố trí có 2 phòng ngủ, diện tích 20 và 15,7m2 một phòng. Cả 2 phòng đều thiết kế có vệ sinh riêng, vệ sinh rộng rãi, hơn 5m2 một phòng. Như vậy, qua những phối cảnh nội thất vừa giới thiệu, chúng ta đã nắm được cơ bản không gian chức năng rồi đúng không ạ? Tiếp theo, xin mời các bạn xem phần thiết kế bên ngoài ngoại thất của công trình. Hình ảnh chúng ta đang theo dõi là góc phối cảnh minh họa mặt đứng chính của công trình. Mẫu nhà thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại mái vát. Đây là kiểu kiến trúc với hình thức tương đối đơn giản, dễ dàng thi công, nhưng lại tạo sự độc đáo và thu hút riêng. Đặc trưng của loại hình kiến trúc này là không cầu kỳ phức tạp trong các chi tiết, mỗi đường nét trang trí đều được cô đọng, giản lược, tạo thành hình khối đơn giản, khỏe khoắn. Nền nhà tôn cao 5 bậc, tạo thành khối chân đế vững chãi, xung quanh trang trí thêm bồn hoa, giúp ngôi nhà thân thiện, hài hòa cùng cảnh quan chung. Tường nhà trang trí đơn giản, thiết kế phẳng, sử dụng tông màu cơ bản đó là màu trắng trung tính, đan xen thêm màu cánh gián vân gỗ tại các ô cửa sổ, tạo sự nổi bật và vô cùng bắt mắt. Cửa đi và các cửa sổ được thiết kế có pano kính lớn, tăng thêm sự hiện đại cho ngoại thất mẫu nhà. Mái nhà được thiết kế theo kiểu mái bằng vát chéo, phương án thu hồi được tính toán kỹ để tạo thành bố cục hình khối hợp lý và đẹp mắt. Nhìn chung, đây là một trong những mẫu nhà đẹp và hợp lý, không gian được sắp xếp tiện nghi khoa học, phù hợp với đa số sinh hoạt của các gia đình hiện nay. Chi phí thi công được chúng tôi tạm tính khoảng 1,3 tỷ đồng. Giá dự toán đưa ra có thể thay đổi theo từng điều kiện nên các bạn cần lưu ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT19197. Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 3.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ phần kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân.
Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.